Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với bốn bánh auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sedan phân khúc hạng C, một mẫu xe số sàn, form dáng đẹp, form dáng thể thao, thuộc dòng xe Honda. Đó là một phân khúc xe Civic đời 2008, một chiếc xe bản 1.8 số sàn. Và đây là toàn bộ tổng thành xe. Đó, một chiếc xe màu đen, biển 98 Bắc Giang, biển số đẹp. Đây, biển số rất là đẹp. Và xe tôi đã test cũng như là kiểm tra khá là kỹ về chất lượng, gầm bệ, máy móc, để quý vị và các bạn có thể tham khảo và lựa chọn mẫu xe này về phục vụ gia đình hay là phục vụ công việc đều ổn. Đó, tôi sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng tham khảo và lựa chọn. Thì lốp lát cũng còn rất là mới, và toàn bộ cua lốp đây. Đó, hệ thống la răng nguyên bản là la răng sắt, bản 1.8 số sàn nó là la răng sắt và có ốp giả đúc như thế này. Đó, bản 2.0 cửa nóc số tự động thì nó mới là la răng đúc. Đây, xe được thiết kế trang trí thêm phần xi nhan sườn và toàn bộ hệ thống đèn pha này, mặt ca lăng và hệ thống lưới tản nhiệt phía trước. Đó, thì mẫu xe này là một mẫu xe phân khúc hạng C 1.8, xe chạy rất là thích và đến hiện tại đời mới bây giờ vẫn đang sản xuất. Đó, đây là phụ tùng thay thế và đồ đạc sửa chữa còn rất là nhiều. Đây, hệ thống pha đèn rất là sáng này, phần đèn gầm này, lốp láp mới. Đó, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tận năm 2021 cho quý khách, và về chúng ta chỉ việc đi. Đó, đây, và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất. Thì nội thất nó là nội thất da xị, da nguyên bản, xe vẫn là đầu CD nguyên, chưa có màn hình DVD. Hệ thống bóng khí này, đó, toàn bộ tabli. Thì đối với dòng xe này, về trang bị option cũng khá là đầy đủ. Quý vị có thể thấy là hệ thống bóng khí, gương kính chỉnh điện, hệ thống ABS, rồi toàn bộ hệ thống vô lăng này. Đó, đây, phần chỉnh gương, chỉnh kính, đầu đài nguyên bản, hệ thống củ số này. Thì đối với dòng Honda Civic này thì cũng có một vài phiên bản về 1.8 và 2.0 số sàn. Đó, hiện tại máy đang nổ này. Đó, xe đang chạy khoảng 10 vạn. Được thiết kế hai đồng hồ riêng biệt, đồng hồ phía dưới đây thể hiện Oreo mỏng tua, và đồng hồ phía trên thể hiện và số km cũng như là mực nước làm mát và xăng. Đây, toàn bộ mặt táp lô, đầu đài CD nguyên bản, điều hòa hoạt động tốt. Đó, đây. Đó, điều hòa đang hoạt động này. Và quý vị các bạn có thể thấy là trần nỉ nguyên. Đây, toàn bộ trần nỉ nguyên. Đời 2008, mẫu xe số sàn 1.8, và giá rơi trung bình khoảng 268 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Thì tất cả những chiếc xe quay lên video và báo giá là đã báo giá bán bao gồm phí rút hồ sơ, chỉ lọc lá một chút, đó, không chiếc xe nào mà bớt được 20-30 cả. Nên là các bác có thể tham khảo và xác định tầm giá và có thể là lựa chọn. Đây, đây, điều hòa hoạt động rất là tốt này, vừa nổ máy một lúc nó đã rất là mát. Đối với dòng xe này thì 1.8 thì hoàn toàn quý vị các bạn có thể tham khảo về phục vụ công việc, phục vụ gia đình, hay vẫn có thể chạy thêm dịch vụ. Đó, và với cái tầm giá xăng hiện tại thì chiếc xe này nó chạy khoảng trung bình khoảng 7 lít cho đến 8 lít 100 cây. Rồi, toàn bộ tổng thành vô lăng này. Đó, tất cả chi tiết về táp lô, táp ly. À, tâm linh này, tâm linh da này. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này.
Và đây là toàn bộ hệ thống khoang máy của chiếc Honda Civic đời 2008 số sàn. Thì xe hoàn toàn mới về và chưa hề dọn rửa nên là máy vẫn là khá là bẩn. Thì trong ngày hôm nay sẽ đi dọn rửa gầm bệ, sơn tỉa đánh bóng và dọn dẹp máy sạch sẽ cho quý vị và các bạn. Về chúng ta lăn bánh luôn. Đây máy rất là khô ráo. Toàn bộ phần răng này. Đó, keo chỉ lắp cabo. Đây, toàn bộ phần tem và keo chỉ lắp cabo nguyên bản. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đây, tất cả keo chỉ nha. Và hệ thống khoang máy. Đó. Đây, máy 1.8 thì như tôi đã nói thì về độ tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào trung bình khoảng 7 lít 100 cây. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe Honda Civic đời 2008 bản 1.8 số sàn có giá 268 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.